Thưa quý vị, trong 76 ca mắc COVID-19 ghi nhận trong ngày hôm qua 1 tháng 8 thì đã có 59 trường hợp liên quan đến chuỗi lây nhiễm từ cảng cá Thọ Quang. Đặc biệt điểm nóng vẫn là quận Sơn Trà với 34 trường hợp mắc. Riêng phường Nại Hiên Đông có 14 ca và Thọ Quang là 16 ca. Như vậy, tổng số ca mắc COVID-19 liên quan đến chuỗi lây nhiễm này hiện đã lên đến 261 trường hợp và được nhận định có nguy cơ rất cao và sẽ tiếp tục tăng lên trong những ngày đến. Theo chỉ đạo của thành phố, chỉ trong hôm nay và ngày mai, các địa phương sẽ huy động tổng lực để truy vết tất cả các trường hợp liên quan đến cảng cá để tiến hành xét nghiệm sàng lọc. Riêng quận Sơn Trà sẽ tập trung lấy mẫu xét nghiệm các phường Thọ Quang, Mường Thái và An Hải Bắc để sớm phát hiện các ca bệnh cũng như đánh giá nguy cơ lây nhiễm.